Sơn điều chỉnh bất chấp hiệu suất hoạt động Solana tăng. Hệ sinh thái Solana đã phát triển ổn định trong vài tháng qua do mạng ngày càng phổ biến. Trên thực tế, nhờ có sự quan tâm tăng vọt này, số lượng giao dịch diễn ra trên mạng Solana cũng tăng lên đáng kể, vượt trội hơn phần lớn các mạng khác. Tuy nhiên, bất chấp sự sôi nổi trong hiệu suất hoạt động, giá Sol lại chứng kiến sự sụt giảm hơn 5,5% trong 7 ngày qua, lùi về mốc 160 USD. Điều này cho thấy mối tương quan giữa hiệu suất của hệ sinh thái Solana và giá Sol đang mờ dần. Một yếu tố được cho là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá của Sol trong tương lai là mức độ phổ biến trên mạng xã hội. Dữ liệu từ Sentiment cho thấy mức độ phổ biến xung quanh Sol đã giảm đáng kể trong vài ngày qua, với số lượng bình luận và phản hồi trên mạng xã hội suy giảm, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến biến động giá. Ngược lại, tâm lý có trọng số của Sol lại tăng lên, ngụ ý rằng các cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh Sol về bản chất là tích cực. Uniswap tiết lộ tài sản trước cuộc bỏ phiếu quan trọng. Uniswap Foundation, tổ chức đứng sau sàn giao dịch phi tập trung phổ biến Uniswap, đã tiết lộ số tài sản nắm giữ của mình trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng sắp tới. Theo đó, tổ chức cho biết sàn giao dịch đang nắm giữ 41,41 triệu đô la Mỹ tiền fiat và stablecoin cùng 730.000 token tính đến cuối quý 1 năm 2024. Bên cạnh đó, tổ chức cũng đã cam kết tài trợ mới 4,34 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn này và giải ngân 2,79 triệu đô la Mỹ cho các khoản tài trợ đã cam kết trước đó. Uniswap Foundation cũng đã thông báo rằng việc bỏ phiếu trực tuyến cho đề xuất thiết lập cơ chế tính phí mới sẽ diễn ra trước ngày 31 tháng 5. Theo tổ chức này, đề xuất mới vạch ra một bước quan trọng trong việc triển khai việc thu và phân phối phí tự trị trong các nhóm Uniswap V3. Sau khi đề xuất được phê duyệt, quyền kiểm soát mainnet Uniswap V3 Factory sẽ được chuyển sang hợp đồng V3 Factory Owner mới, được thiết kế đặc biệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc quản trị phi tập trung của Uniswap. Sau tiết lộ trên, token gốc Uni đã tăng vọt 7% lên mức 11,58 đô la Mỹ theo dữ liệu từ CoinGecko. Donald Trump cam kết ân xá cho nhà sáng lập Silk Road nếu tái đắc cử. Trong bài phát biểu vào ngày 25 tháng 5 tại Đại hội Quốc gia Đảng Tự do ở Washington, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết sẽ giảm án chung thân cho người sáng lập nền tảng chợ đen Silk Road, Rose Ulbricht, xuống còn thời gian đã thụ án nếu ông tái đắc cử Tổng thống năm 2024. Trump cũng đưa ra những bình luận chung hơn về tiền điện tử tại đại hội, nói với những người tham dự rằng ông sẽ ngăn chặn cuộc chiến của Joe Biden nhằm tiêu diệt tiền điện tử. Được biết, Ulbricht đã thụ án 11 năm. Vào năm 2015, Ulbricht bị kết án 2 lần chung thân liên tiếp cộng thêm 40 năm, thực tế là án tù chung thân không có khả năng được ân xá vì tạo ra và vận hành Silk Road. Thị trường chợ đen trên mạng này đã được sử dụng để mua và bán hàng hóa một cách ẩn danh, nhưng chủ yếu là cho ma túy. Silk Road hoạt động từ năm 2011 đến 2013 và được coi là trường hợp sử dụng thực tế đầu tiên của Bitcoin. Ulbricht đã trở thành một biểu tượng tử vi đạo cho nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử, cũng như cho nhiều người thuộc Đảng Tự do. Những người coi bản án khắc nghiệt của Ulbricht là một sự lạm quyền của chính phủ và vi phạm quyền hiến pháp của ông. P-Network liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng về crypto toàn cầu. P-Network tiếp tục chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình khi liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng các dự án tiền điện tử được quan tâm nhiều nhất. Theo một báo cáo gần đây từ P-News, P-Network đã đứng đầu danh sách các trang web tiền điện tử được truy cập nhiều nhất trong tháng qua, ghi nhận 11.300.000 lượt truy cập. Xếp phía sau là Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, với 6.627.000 lượt truy cập vào trang web. Kế tiếp là Polygon và Solana, lần lượt ghi nhận 3.175.000 và 2.200.000 lượt truy cập. Đáng chú ý, Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai, xếp thứ 5 với 1.910.000 lượt truy cập. Xét về mức độ quan tâm đến dự án trên không gian X, P-Network cũng tự hào với 3,3 triệu người theo dõi, trong khi ghi nhận hơn 55 triệu người dùng trên toàn cầu, một con số đầy ấn tượng mà nhiều dự án tiền điện tử đời đầu cũng chưa thể đạt được. Làn sóng quan tâm gần đây có thể được kích hoạt từ những dấu hiệu ngày càng rõ nét về Open Mainnet cùng những tiến bộ vượt trội thông qua các đợt update trên toàn hệ thống được triển khai bởi P-Core Team. Trung Quốc bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 74 tỷ đô la chỉ trong 7 tháng. Thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS Trung Quốc được cho là đang trên đà bán phá giá khi bán ra hàng tỷ đô la trái phiếu kho bạc và nợ cơ quan của Mỹ trong 7 tháng qua. Quốc gia này đang tách mình ra khỏi nền kinh tế Mỹ và thay vào đó đang tích lũy hàng tấn vàng trong kho dự trữ của mình. Theo Bloomberg đưa tin, chỉ trong quý đầu tiên của năm 2024, Trung Quốc đã bán ra số trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 53,3 tỷ đô la. Trong vài tháng cuối năm 2023, quốc gia này đã bán đi số trái phiếu kho bạc và nợ cơ quan trị giá 21 tỷ đô la.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy nước này nắm giữ 2.250 tấn vàng vào năm 2024. Con số đó tương đương với lượng vàng trị giá 159 tỷ đô la trong kho dự trữ của Trung Quốc, trong khi đồng đô la Mỹ đang được đưa ra cửa. Việc bán phá giá trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và trái phiếu đại lý từ Trung Quốc phù hợp với chương trình nghị sự phi đô la hóa đã được triển khai của BRICS, gây thêm áp lực lên nền kinh tế Mỹ khi các nước đang phát triển đang chuyển dần khỏi đầu tư vào trái phiếu kho bạc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipto Lisvien xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.